thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dơ dán. Ok, chào anh em ha. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em một con âm ly nha anh em. Con này là hàng bãi vậy nha. Con này Yamaha, có đeo là AVX100 anh em ha. Hát tốt nha anh em, mặt đẹp nha. Con này đặc biệt nó có chỉnh 3 chế độ nha anh em. Bass, min, chép ha, với tăng A-Bass nha anh em. Hoa dân tim đường nhung nhớ, hoa còn đầy mắt em. Ghen anh em ha. Lại chuyện hai chúng mình khi em với miên ha, vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ đêm ba lăng anh em ha. Thời gian qua lối bên đời anh em. Okay, anh em ha.